Mới đây, Thủy Tiên vừa đăng tải một đoạn clip hào hứng qua khu giường bí đỏ tại ngôi nhà của mình. Cả cô và ông xóm công dinh đều là những người thích ăn uống tại nhà và mê nấu nướng nướng nên cả hai rất thường xuyên dành thời gian chú trọng cho việc để mắt sân giường. Ngay sau khi đăng tải, giọng ca từng có người yêu tôi hơn sinh mệnh lập tức chiếm được rất nhiều lời khen ngợi về lối sống giản dị và sự gần gũi. Cũng không ít ý kiến bày tỏ ngưỡng mộ nhan sắc của Thủy Tiên dù đã trải qua một lần sinh nở và đã chạm ngưỡng 34. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có một người theo dõi bất thần để lại bình luận chê bai với nội dung, nhìn kỹ chị không đẹp. Bà sống công dinh không để yên, lập tức buông lời đáp trả, con người 10 bữa đẹp thì cũng phải có một bữa không có đẹp chứ em, mình đẹp hoài người ta nói mình không nhân dân. Lời đáp trả thâm thúy mà hài hước này của Thủy Tiên đã khiến anh ti phan phần cam nín. Dân mạng cũng rần rần ủng hộ và bày tỏ sự nể phục về cách đối đáp, xử lý thông minh mà khôn kéo của nữ ca sĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thủy Tiên bắt gặp phải những hành động cào phím, chăm chích nhằm bôi nhọ hình ảnh của cô như vậy trên mạng xóm hội. Thay vì im lặng, bà xóm công dinh thường chọn cách đối diện một cách thẳng thắn. Thủy Tiên đáp trả một bình luận tiêu cực từ anh Ti Phan một cách vừa thăm thúy vừa khôn khéo. Thay vì im lặng, để đó cho qua, Thủy Tiên luôn chọn cách đáp trả, đối diện thẳng thắn với những bình luận kiếm nhã trên mạng xóm hội cô luôn chiếm được nhiều lời nảy phục về cách cư xử không khéo của mình. Qua câu chuyện trên có thể thấy vấn nạn bắt nạt trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến. Những tưởng chỉ là những câu nói vô hình nhưng chúng lại chẳng khác những nhát dao sắc nhọn khiến người nghe bị tổn yêu thương sâu sắc. Đã đến lúc chúng ta cần đứng lên và dép dơ bullying ngưng buông lời ác, xây dựng một số đông mạng tân tiến hơn và tốt đẹp hơn. Jezebuli yeah, 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 Bully là một cam bay được thực hiện nhằm nâng cao ý thức của người dùng mạng xóm hội, khác lạ là giới trẻ về vấn nạn bắt nạt trực tuyến cyberbully. Cho dù có là nạn nhân hay là một kẻ bắt nạt ứng sau màn hình máy tính đang chật giật tìm cách quay đầu đi chăng nữa thì tại đây, bạn đều sẽ được lắng nghe và chiếm được sự giúp đỡ.